Thưa quý vị, như vậy là người chơi của chúng ta đã trả lời xong 5 câu hỏi đầu tiên và đã có 2 triệu. Nếu như trả lời đúng câu hỏi số 6 tiếp theo đây thì chị Nguyễn Thanh Hòa sẽ có 3 triệu. Và chúng tôi xin nhắc lại là từ câu số 6, chị sẽ có một quyền trợ giúp thứ tư. Đó là hỏi ý kiến của những chuyên gia ở trong một căn phòng gọi là phòng của những nhà thông thái. Xin mời câu hỏi số 6. Đâu là bộ truyện tranh Nhật Bản đầu tiên được xuất bản ở nước ta? A. 7 viên ngọc rồng, B. Doraemon, C. Shin, cậu bé bút chì, và D. Thám tử lừng danh Conan. Tất cả 4 bộ truyện này thì 3 bộ truyện tôi đã đọc rồi, chỉ có Shin, cậu bé bút chì thì chưa đọc. Nhưng mà theo trí nhớ của tôi thì 7 viên ngọc rồng là bộ truyện, tôi nghĩ là bộ truyện xuất bản đầu tiên ở nước ta của Nhật Bản. Vì tôi đã đọc nó chắc là cũng phải gần 20 năm trước đây rồi. Tôi xin lựa chọn phương án 50-50. Và chúng ta hãy chờ xem hai phương án sau cùng là gì. B. Doraemon và D. Thám tử lừng danh Conan. Ngay cả lúc này nếu không chắc chắn, chị vẫn có quyền sử dụng những quyền trợ giúp còn lại. Tôi sẽ sử dụng thêm quyền sử trợ giúp, hỏi ý kiến các chuyên gia. Chúng ta sẽ trở lại với căn phòng của những chuyên gia. Vâng, xin chào hai anh. Hai anh sẵn sàng chưa ạ? Vâng, chúng tôi sẵn sàng rồi. Chúng tôi sẵn sàng rồi đây ạ. Vâng, chúng ta sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Xin các chuyên gia hỗ trợ tôi với ạ. Đâu là bộ truyện tranh Nhật Bản đầu tiên được xuất bản ở nước ta? Doraemon hay là Thám tử lừng danh Conan ạ? À, tôi nghĩ là Doraemon theo quan điểm của tôi. Chắc chắn rồi, chắc chắn là Doraemon rồi. Và Thám tử Conan thì là xuất bản sau. À, tôi cũng đã, vâng, đấy, tôi đã đọc mấy phiên bản Doraemon liền rồi, còn là Thám tử Conan là tôi phải đọc sau đó. Hãy chọn B nhá. Vâng ạ. B. Theo như tôi biết thì Conan thì cũng vẫn đang phát hành. Mà Doraemon thì đọc lại rất là nhiều bộ rồi. Phương án lựa chọn cuối cùng của tôi là B, Doraemon. Vâng, hãy chọn B nhớ. Nhà báo Trinh Ngọc nhắn nhủ như vậy. Và B là câu trả lời chính xác. Chúng tôi nhớ là bộ truyện tranh Doraemon thì được nhà xuất bản Kim Đồng mua và xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam năm 1992. Vâng, cảm ơn hai anh. Như vậy là trả lời xong câu hỏi số 6 thì người chơi của chúng ta là chị Nguyễn Thanh Hòa đã có 3 triệu đồng. Trả lời đúng câu hỏi tiếp theo số 7, chị sẽ có 6 triệu và còn 2 quyển trợ giúp nữa. Chúc chị may mắn. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Tháp Elizabeth, Elizabeth Tower là tên gọi khác của công trình nào? A. Tháp Eiffel, B. Tháp Big Ben, C. Tháp nghiêng Pisa, và D. Tháp Bologna. Chị Huyền ơi, chị Huyền hỗ trợ em câu này nhé. Vâng, như vậy là chị chọn quyền trợ giúp là hỏi người đồng hành. Dạ. Big Ben. Big Ben. Hai chị em chúng tôi đã thống nhất là chọn phương án B, Tháp Big Ben. Tháp Big Ben. Đây là lời tư vấn của chị Huyền dành cho chị Hòa đúng không ạ? Cả hai thì trao đổi ạ, bởi vì là phương án A thì là của Pháp, phương án B thì của C là của Ý, thì loại trừ A và C. Đấy, còn B và D. B và D đúng ạ. Thì xin lựa chọn phương án B. Vâng, câu trả lời cuối cùng là B. Tháp Big Ben đúng không ạ? Đúng ạ. Vâng, chị Huyền thì cười, còn chị Hòa thì mím môi. Lâu lâu tôi mới thấy là những cái người chơi mà thoải mái như thế trước khi mà chúng tôi chuẩn bị đọc câu trả lời. Các chị tự tin chứ? 50-50 anh ạ. Tự tin 50-50, chị Huyền bao nhiêu ạ? Tự tin ạ. Bao nhiêu phần trăm ạ? 100% ạ. Một người 50-50, một người 100%, cho nên MC của chương trình sẽ nói câu trả lời chính xác của chúng ta sẽ có sau ít phút. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đang đứng trước câu hỏi Tháp Elizabeth hay gọi là Elizabeth Tower là tên gọi khác của công trình nào? Sau một hồi thảo luận thì người đồng hành và người chơi cùng quyết tâm chọn câu trả lời là B, Tháp Big Ben. Và câu trả lời chính xác của chúng ta là B. Như vậy là trả lời xong câu hỏi số 7 thì chị Nguyễn Thanh Hòa có 6 triệu. Trả lời đúng câu hỏi số 8, chị sẽ có 10 triệu và còn một quyền trợ giúp cuối cùng, đó là gọi điện thoại cho người thân. Chúc chị may mắn. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 7. Hội chứng OCD là hội chứng gì?
A. Rối loạn tiêu hóa. B. Rối loạn giấc ngủ. C. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Và D. Rối loạn tiền đình. Tôi xin phép được sử dụng sự lựa chọn, sự trợ giúp cuối cùng, đó là gọi điện thoại cho người thân. Dạ. Người chị gọi điện sẽ là ai? Bạn Nguyễn Hữu Thanh ạ. Nguyễn Hữu Thanh. Dạ. Chúng ta sẽ kết nối điện thoại với bạn Nguyễn Hữu Thanh. Có phải là bạn Nguyễn Hữu Thanh không ạ? Dạ vâng ạ. Chúng tôi ở chương trình Ai là Triệu Phú của VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Hiện nay thì chị Nguyễn Thanh Hòa đang ở câu hỏi số 8, trị giá 10 triệu đồng. Bà sẵn sàng tư vấn chưa? Dạ vâng, ok anh ạ. Chúng ta sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Thanh ơi giúp chị nhé. Hội chứng OCD là hội chứng gì? OCD. Hội chứng y học kỳ lạ. Hội chứng OCD là hội chứng gì? Rối loạn tiêu hóa, rối loạn giấc ngủ, rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay rối loạn tiền đình? 10, 9. Giấc ngủ. Chắc không? Trong đầu tôi thì phương án rối loạn tiêu hóa thì không, tôi không nghĩ là phương án này. Chị đang nghiêng về phương án nào? Tôi băn khoăn giữa phương án B và C. Tức là rối loạn giấc ngủ như lời tư vấn của bạn Hữu Thanh và rối loạn ám ảnh cưỡng chế như những suy nghĩ của riêng chị. Vâng. Vâng. Trả lời đúng câu này chị có 10 triệu, trả lời sai về mốc 5 2 triệu dừng cuộc chơi, có 6 triệu. Hết các quyền trợ giúp. Chị có phải là một người ưa mạo hiểm không? Thực sự ra thì đến với chương trình thì cũng đã là một cái sự thử thách và may mắn đối với tôi rồi. Và tôi nghĩ là với câu này thì tôi cũng sẽ mạo hiểm. Vâng. Vì tôi cảm thấy là trong câu trả lời của bạn ấy thì không có sự chắc chắn. Cảm thấy là bạn ấy chưa chắc chắn. Mặc dù là không tin tưởng đồng đội của mình thì cũng hơi. Phương án lựa chọn cuối cùng của tôi là phương án C. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Trong cuộc sống, chị có hay nhờ bạn Hữu Thanh tư vấn không? Thực sự ra thì... Có hay không ạ? Dạ không. Chưa bao giờ? Thỉnh thoảng thì chị em trao đổi với nhau thôi. Và thỉnh thoảng trong những lần trao đổi đó thì ý kiến của Hữu Thanh thường đúng hay sai? Bản thân tôi thì cũng không hỏi ý kiến em ý. Chủ yếu là chị em trao đổi những cái ngoài đời. Vâng. Lần này, chị quyết định là nghe theo mình chứ không nghe theo người ở nhà. Chị đúng là một người phiêu lưu mạo hiểm. Chị hãy bình tĩnh. Câu trả lời chính xác của chúng ta là C. Trong những giờ khắc quyết định, đôi khi tin vào một cái gì đó đặc biệt trong mình, nó đã phát huy tác dụng, đúng không ạ? Chúng tôi xin giải thích thế này. Đây là một cái rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính và là một nhóm bệnh liên quan tới sự căng thẳng tâm lý. Dấu hiệu phổ biến của nó ấy là những cái ý nghĩ ám ảnh này, những cái lo lắng chẳng có một cái lý do gì cả. Và nó liên quan đến những cái nhóm bệnh như là stress. Chúng tôi nghĩ rằng những nhà thông thái là những người biết nhiều chắc chắn rồi. Nhưng những nhà thông thái không phải là những người biết hết, biết từ A đến Z. Cũng chỉ là nhà thông thái trong ngoặc kép thôi. Nhưng điều quan trọng đó là khát vọng trở thành những nhà thông thái là khát vọng có thật trong mỗi chúng ta. Dạ vâng. Thì sao ạ? Nhìn có vẻ thế ạ. Đây là ước mơ từ lâu của em. Chúc em thắng trận. Vâng, chương trình Ai là Triệu Phú có rất nhiều con số. Và hôm nay chúng tôi chúc anh sẽ có được một con số cuối cùng. Đó là con số 150. Chắc chắn nó vẫn chưa là phải là 100%. Không sao cả. Bố cũng đang phân vân ở chỗ đấy. 30% ạ? Chắc là 50% thì chắc chắn. Anh có con số đó chứ? Dạ có. Bản thân em hồi hộp quá. Nói chung mà không ai đánh thuế ước mơ cả. Em đã nắm rõ rất rõ luật rồi. Hãy là Triệu Phú đi nào. Chúc em thắng trận, dạt dào, sướng vui. Trả lời xong câu hỏi số 8 với những quyết định phải nói rằng là rất quyết đoán và chính xác của mình thì chị Nguyễn Thanh Hòa có 10 triệu. Trả lời thành công câu hỏi số 9, chị sẽ có 14 triệu. Không còn các quyền trợ giúp nữa, nhưng chúng tôi tin vào sự quyết đoán và cả may mắn nữa của chị. Và bây giờ sẽ là câu hỏi trị giá 14 triệu. Giải thưởng
Michelin cao nhất dành cho nhà hàng có phong cách ẩm thực đặc biệt là mấy sao? A 2 sao, B 3 sao, C 4 sao và D 5 sao. Tôi thì tôi nghĩ là cao nhất thì cái gì nhất thì cái to nhất ở đây là mình chọn. Mình nghĩ thôi. Tức là chị đang nghiêng về phương án là D 5 sao. Dạ, tôi thì tôi đang nghĩ là 5 sao. Trả lời đúng có 14 triệu, trả lời sai 2 triệu, dừng cuộc chơi có 10 triệu. Còn chị thì đang nghĩ là 5 sao. Bản thân tôi thì không phải là một người hay gặp may. Và nếu như mình có cơ sở thì mình nên mạo hiểm. Bây giờ không có cơ sở mà cứ mạo hiểm thì thành mù quáng. Và quyết định cuối cùng của chị Nguyễn Thanh Hòa sẽ là? Tôi xin dừng cuộc chơi ở đây. Dừng cuộc chơi. Vâng, chị đã dừng cuộc chơi. Nhưng mà nếu như chúng ta chơi vui với nhau thì câu trả lời chị chọn lựa sẽ là? D. Câu trả lời chính xác của chúng ta là B, 3 sao. Chị dừng cuộc chơi là hoàn toàn chính xác. Michelin thật ra là một ngôi sao. Và ngôi sao Michelin thì được ví như Grammy của ẩm thực. Ngôi sao này thì được chia thành 3 thứ bậc từ 1 tới 3 sao. Và trong đó thì 3 sao được xem là đỉnh cao ẩm thực đáng mơ ước. Vâng. Chúng tôi cảm ơn chị Nguyễn Thanh Hòa đã đến với chương trình Ai Là Triệu Phú và sẽ ra về với mức thưởng là 10 triệu đồng. Hy vọng là chị đã có những trải nghiệm đẹp của chương trình. Và chúng tôi xin chúc chị luôn luôn có những giờ phút hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn em. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Ai Là Triệu Phú số ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.